Chị và cháu uống nước đi, ăn trái cây nè. Dạ. Nè Mai Thanh, ăn trái cây đi con. Hôm nay cô thấy con đẹp ra đó nha. Dạ con cảm ơn cô. Cô ơi, dạ có cô Lan Anh tới tìm. À, tới rồi đó hả? Kêu cổ chờ tôi một chút. Dạ. Khuê. Khuê. Ai vậy? Nghe nói là nhân viên công ty mới tuyển, nên em muốn coi coi cổ làm việc thế nào. Kệ cổ đi. Không sao đâu, chị đừng quan tâm. Uống nước đi chị. À Mai Thanh. Dạ. Cô nghe nói là con đang học đàn cello hả? Dạ đúng rồi cô. Cô nghe nói học đàn đó khó lắm phải không con? Dạ. Em làm gì ở đây? Cô kêu tôi tới giao danh sách khách hàng. Má anh sao? Ủa, Gia Bảo. Gia Bảo về đó hả con? Con về rồi đó hả? À, hôm nay có cô Phượng và Mai Thanh tới chơi. Lâu ngày mọi người không có gặp con, nên con tranh thủ tới chào hỏi đi. Sao má lại kêu nhân viên công ty tới đây? À, có chút việc nên má mới kêu cổ tới đây. Thôi, con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm luôn. Nè, hai đứa con vô trong chuẩn bị bàn ăn đi. Dạ. Mời chị với cháu vô ăn cơm. Đi con. Dạ. Ủa Bảo, sao con không đi thay đồ đi? Cô à, bộ hai người quen biết nhau hả? Khuê, sao lại để chồng tuyển con nhỏ này vậy? Ờ, chuyện nhân sự tôi đâu có xen vô được chị. Nếu thư ký mới là nó thì Khuê lo giữ ba của mấy đứa nhỏ đi. Mai Thanh nó suýt mất ba về tay cô thư ký này đó. Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Vậy là hồi mẹ với ba suýt ly dị là tại vì cô gái này hả? Nó đó con. Nè chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn chị chắc hơn tôi khoảng 2-3 tuổi thôi ha. Nhân duyên kiểu gì vậy? Hết lôi kéo chồng tôi, bây giờ lại tới đây. Cô cũng biết nhắm mối quá chứ. Kể ra ở tuổi cô mà giao tiếp được toàn giám đốc của công ty lớn. Cô giỏi lắm đó. Cô không có căn cứ gì để nói con như vậy hết. Cô nói như vậy là mọi người hiểu lầm con đó. Lầm hả? Chính tôi bắt quả tang cô và chồng tôi đi vào khách sạn. Bây giờ cô còn chối nữa hả? Chẳng qua là tôi sợ chồng tôi mất mặt, mà cả tôi nữa. Tại tôi chưa ra mặt thôi, biết chưa? Còn bây giờ cô muốn căn cứ hả? Cô muốn xem hình hôn? Cô, chuyện không phải là như vậy đâu. Cô hiểu lầm rồi. Vậy chứ cô đi vào khách sạn để làm gì? Khuê. Dạ. Con hồ ly đó lúc trước là thư ký cung tùng đó. Tôi nói cho bà biết để bà liệu mà bà xử. Trời đất ơi. Nè, có chuyện động trời đó nữa hả? Ừ.
Thì ra cái cô gái lúc trước bà nói với tôi là cô này hả? Ừ, nó đó. Trời. Thôi chị à, thôi chị bớt giận đi nha. Bây giờ thôi mời chị với cháu vô ăn cơm rồi mình nói chuyện sau nha chị. Đi chị. Em sao vậy Bảo? Rốt cuộc má bị sao chị? Sao tự nhiên lại làm vậy với Lan Anh? Còn sao nữa, chị đã nói với nó rồi, nhưng nó cứ cố ý chọc giận má. Nói vậy là má cố tình. Chứ em nghĩ chủ nhật má mời cô Phượng tới đây rồi kêu Lan Anh tới để làm gì? Má đâu có ưa cô Phượng, còn luôn miệng cho Mai Thanh xấu nữa. Em nghĩ chuyện bữa nay chỉ là vô tình nè. Khoan đã, em đừng có làm lớn chuyện lên. Nếu bây giờ em làm vậy, người thiệt thòi là Lan Anh thôi. Nè, mời chị. Cảm ơn Khuê. Nào còn không tới ông ta. À bạn ơi. Ừ? Xin lỗi cho hỏi mấy giờ rồi? À, 6 giờ rồi. Bạn có chắc không vậy? Dạ chắc. Dạ. Cảm ơn nhiều. Tự nhiên làm cho chị mất vui, tôi xin lỗi nha. Có gì đâu, ấy vậy mà hay đó. Nói cho Khuê biết để mà giữ chồng. Mấy năm nay tôi cấm con nhỏ này chơi chung với nó, nên nó cũng biến đi đâu mất hút. Vậy mà lòng vòng sao mà nó lại thi đậu vô bên này, mà điểm cao lắm đó nha. Nghe nói là tuổi trẻ mà lại có kinh nghiệm. Mà ai ngờ kinh nghiệm là vậy
Thì đó, kinh nghiệm mồi chài đàn ông, bây giờ mấy con này nó quỷ lắm chị ơi. Ông xã của tôi không biết làm sao, binh vực chầm chập, cứ nói nó là làm việc tốt. Thì như vậy mới đào mỏ được chứ. Chị coi sao nghe, chứ tôi thấy không được rồi đó. Con về luôn đi. Bảo, nhà đang có khách, con làm gì mà vô phép vô tắc vậy? Quay lại. Má kêu con về nói chuyện thì con về đây nói chuyện, chứ không phải để nghe những chuyện tào lao. Con không rảnh tới mức đó đâu. Quay lại mau. Cô, con xin lỗi. Mai Thành, anh đi trước đi. Anh Bảo, anh... Lan Anh, em cũng đi về đi. Em bị sao chị? Không có lòng tự trọng à? Hay là đầu óc không bình thường? Không biết tại sao má lại kêu em tới đây hay sao? Hả? Gia Bảo, con đang làm cái gì vậy? Đi. Anh nói em về đi. Lẹ lên. Vợ của tổng giám đốc kêu tôi tới đây thì tôi phải tới thôi. Không sao đâu, bà đừng bận tâm, tôi đợi được mà. Bà cứ tiếp tục tiếp khách đi. Đi. Đi ra đi. Buông tôi ra. Em im lặng. Đi theo anh. Bảo, Gia Bảo. Má, Gia Bảo. Buông ra. Tôi nói là buông ra. Buông ra rồi sao? Lại vô trong đó đứng chịu nhục hả? Kệ tôi đi. Có chịu nhục hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh. Buông ra. Rốt cuộc vô công ty này làm gì? Để làm ba cái việc này thôi sao? Vô công ty của ba tôi rồi chịu đựng má tôi đối xử như vậy à? Thông minh học giỏi như em mà lại chấp nhận khổ sở như vậy à? Còn có biết bao nhiêu chỗ, tại sao không làm? Nghỉ liền đi. Kiếm chỗ cho. Nghỉ liền lập tức đi. Cuộc sống đối với anh dễ dàng quá mà, làm sao anh hiểu được chứ? Gặp chuyện trái ý chút xíu, anh chỉ cần bỏ đi là xong. Lòng tự trọng bị tổn thương chút xíu là anh có thể dẹp bỏ hết. Có gia đình yêu thương chăm sóc, muốn gì được nấy, không cần phải làm gì.
cũng đâu cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Sau lưng anh lúc nào cũng có ba anh rồi, đâu có gì phải sợ đâu, đúng không? Nè. Nhưng tôi thì khác. Không tiền, không lực, cũng chẳng có người chống lưng. Cho dù phải làm ở đâu, phải chịu đựng nhục nhã hay hơn nữa, cũng phải ráng tự mình mà ngoi lên để mà vượt qua. Lòng tự trọng bị tổn thương, bị khinh bỉ miệt thị. Người như tôi còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng? Cái lòng tự trọng mà anh nói đó, làm ơn đừng có nhắc tới nữa. Những thứ đó với tôi bây giờ, anh có biết nó mắc cười cỡ nào không? Bây giờ mà tôi bỏ đi, chẳng khác nào chấp nhận lời người ta nói về mình là sự thật hả? Rồi sao? Tính vô làm tiếp nữa hả? Tôi trúng tuyển cho công ty của nhà anh là bằng năng lực của tôi. Tôi cũng không có ý định bỏ phí thời gian công sức của mình vì anh hay má anh hay bất kỳ người nào khác. Mấy cái lý do đó không đáng để tôi phải bỏ công việc của mình. Anh hiểu chứ? Thôi bây giờ tôi về đây. Không thôi ông chồng yêu quý của tôi về nhà, không có tôi ở nhà, ông lại đi tòn tèn nữa. Thiệt là ngại quá. Đang vui mà lại vậy. Thiệt ra Gia Bảo nó đang học hành thi cử, cho nên hơi căng thẳng. Chứ nào giờ nó cũng không có cư xử như vậy đâu. Mai Thanh à, cô xin lỗi nha. Dạ không sao đâu cô. Để con gặp anh Gia Bảo sau cũng được. Thôi về con. Dạ. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi xin lỗi. Bà cứ tiếp tục tiếp khách đi, sau đó rồi xem việc cũng được. Tôi chờ được. Thôi tôi về nghe. Dạ chị về. Cô xin phép. Nguyễn ơi, xin lỗi nha. Chắc tối nay mình không tới được rồi. Xảy ra không? Hiện 6 giờ, sao giờ này chưa tới? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.